Hello, xin chào cô chú anh chị bạn đến buổi gần ngày hôm nay. Như hôm nay em có cập nhật bộ mẹ con anh Wood siêu đỏ nha. Con mẹ nè, rúng biếm là bài bản nha cô chú anh chị nè. Rúng biếm là phà tưng nha, chân móng nè, hoàn thiện nha, không có ốp xe, không có chút cúm chút ruột gì hết nha. Bò này em bao thật lỗi nha. Con mẹ này ôm để lứa này lứa thứ ba nha. Mẹ rất là đẹp luôn, thùng thình luôn. Xe lưng chính luôn nha. Chính như vậy chị, bò này đầu chuỗi nha, mặt rất là đẹp luôn, đầu chuỗi lũi luôn này. Con mẹ này chủ nhà nó cấy là được 2 tháng rồi cô chú anh chị, đuôi thì lợt phệt luôn nha, mẹ này rất là tốt luôn. Con này được bú nó mấy gần 5 tháng rồi. Đây con này rất lũ luôn, con cái đầu bên nha. Bộ mẹ con này có mức giá là 31 triệu, em 31 triệu bao ship vòng 100 cây số nha chú anh chị. Đây con con này, con cái bà bê nha, rất là ú, rất lực luôn nha. Con mẹ cái lại được 2 tháng rồi nha, chủ nhà nó cái được 2 tháng rồi nha, đuôi thì lợt phạt luôn nha. Con mẹ là sao sinh khu nữa, em đo là 1m3 nha chú anh chị. Mẹ sinh khôn nó 1m3, thùng rất là đẹp luôn, lông da rất là đẹp luôn nha con mẹ, một màu rất là đẹp luôn nha. Bò này em bao gặp lỗi nha cô chú anh chị, đuôi nè rất là tốt luôn. Thì bò có đẻ rồi thì em sẽ bảo hành cho cô chú anh chị trong vòng 3 tháng nha. 3 tháng nếu có lòi hay lú gì thì sẽ chở bò về truyền cho hoàng đầy đủ cho cô chú anh chị mình nha. Anh Wood siêu đỏ nha. Dòng bò này thì cô chú chị đã biết, đẻ rất là mắc sữa nha, rất là tốt nha. Con mẹ đầu chui lũi luôn nha, cái mặt rất là đẹp luôn. Con này, cô chú chị nhìn thấy không? Rất là ú, rất là đẹp luôn. Con được 4 mấy gần 5 tháng rồi nha. Con mẹ là chủ nhà nó kéo vô là được 2 tháng rồi nha cô chú chị. Đây. Con rất là tốt nha, rất uống rất lực nha. 31 triệu bao ship vòng 100 cây nha. Đây là chân móng hoàn thiện nha, không có ốp xe, không có xuống xuống ruột hết nha. Chân rất là to luôn mẹ, chân rất là to luôn. Còn rất là mập nha, nó không con mà rất là mập như đứa chị. Đuôi thì là phật nha. Con nè, con rất là mát sữa nha. Mẹ của chú chị nhìn thấy đuôi là phật nha, đúng yếm nhìn rất tốt luôn nè, chuyện cái yếm luôn nha, là phật luôn. Anh cứ xin đỏ nha. Bò này thì nó đẻ rất là mát sữa cô chú anh chị. Với lại nuôi con rất là tốt nha, một con nó có thể nuôi được 2 con nha. Bò anh Wood đây nè, nó mát sữa cực kỳ luôn. Em phát sóng hàng ngày là 12 giờ và 6 giờ chiều cô chú anh chị, ngày nha. 12 giờ trưa và 6 giờ chiều. Cô chú anh chị nào có mua thì mình mấy giờ đó mình coi mình mà. Em phát sóng giờ đó cô chú anh chị mình canh coi. Nếu cô chú anh chị nào có thấy lên cho em thì cho em một đăng ký kênh và một like nha, để em tiếp cận được nhiều người và có những con bò đẹp để cô chú anh chị mình lựa chọn và tham khảo nha. Thì trước khi cô chú anh chị mình mua thì coi con bò cho nó kỹ nha. À, có đặt lỗi gì không là mình cứ coi cho kỹ mình hãy mua nha, chứ mình bỏ ra mấy chục triệu rồi. Bò này nói chung là em bao đặt lỗi nha cô chú anh chị mình khỏi lo. Rồi đấy, giờ cũng như em đã cài được thông tin cũng như hình ảnh của bộ mẹ con này rồi. Chứ cô chú anh chị nào cảm thấy mà thích mua gì mà ủng hộ em thì số điện thoại em để trên màn hình nha.
đến đây thì em xin kết thúc video tại đây nha. Em xin thân ái kính chào, hẹn lại những video tiếp theo nha.